Bismillah, kiến thức bắt buộc người Muslim phải học là những gì một người Muslim không thể không biết. Việc học hỏi kiến thức Islam được chia thành nhiều mức độ khác nhau. Loại kiến thức đầu tiên nhất, quan trọng nhất bắt buộc mỗi tín đồ Muslim phải học hỏi ngay từ đầu là những điều cơ bản trong tôn giáo của mình. Nhờ nó mà mình nhận biết được tín ngưỡng của mình, thực hiện việc thờ phượng của mình và nâng cao tầm đạo đức của bản thân, biết cách đối xử phù hợp trong quan hệ mua bán. Điều một người Muslim không thể không biết.